Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hải Dương công bố kết quả đấu giá dự án khu đô thị mới Eco River, hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Ninh Bình. Khu du lịch sinh thái Cồn Đen, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thu hút nhiều du khách đến tham quan. Hưng Yên còn trên 2.800 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Bất cập an toàn phòng cháy chữa cháy chung cư cao tầng cũ tại Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương vừa công bố kết quả đấu giá dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía đông mở rộng, nay là khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình, Eco River. Đơn vị trúng thầu giá là công ty cổ phần Eco Park Hải Dương với giá 805 tỷ đồng, chênh lệch trên 5 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Theo quy hoạch, khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình có tổng diện tích khoảng 109,2 ha thuộc địa bàn hai phường Ngọc Châu và Hải Tân. Phía Bắc tiếp giáp khu đô thị mới phía Đông, Âu Thuyền, sông Sặt, phía Nam giáp đường tỉnh 391, phía Đông giáp đê sông Thái Bình và phía Tây giáp khu đô thị mới phía Đông, khu du lịch sinh thái Hà Hải và khu dân cư các phường Hải Tân, Ngọc Châu. So với các dự án đô thị khác trên địa bàn, dự án Eco Drive có nhiều điểm khác biệt như tỷ lệ cây xanh vượt trội, hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng đồng bộ hiện đại. Nhà đầu tư phải xây xong nhà thô mới được chuyển nhượng cho khách hàng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải quản lý vận hành theo hết vòng đời dự án nhằm tăng trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Thời gian qua, tại một số địa phương trong tỉnh Thái Bình, người nông dân hào hứng với mô hình nuôi thỏ lai với nhiều ưu điểm như dễ nuôi, ít dịch bệnh, chi phí đầu tư thấp, giá bán thị trường ổn định, chất lượng thịt thơm ngon. Đến nay, mô hình này đã khẳng định hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, giúp nông dân nâng cao thu nhập và thoát nghèo. Mô hình nuôi thỏ của ông Vũ Xuân Thọ, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương là một trong những mô hình như thế. Trước kia, ông Vũ Xuân Thọ phát triển kinh tế từ việc chăn nuôi gia cầm. Gắn bó với nghề nông nhiều năm, trải qua không ít may rủi, nhận thấy việc nuôi gia cầm mặc dù đem lại hiệu quả kinh tế nhất định, nhưng lại có những nguy cơ mắc dịch bệnh cao. Hơn nữa, giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định. Bởi vậy, ông đã quyết định chuyển sang mô hình nuôi thỏ từ 4 năm trước. Giống thỏ mà ông Thọ nuôi là thỏ New Zealand, một giống thỏ có nhiều ưu điểm hơn so với giống thỏ thông thường khác, như khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, sinh sản nhiều, thịt thơm ngon, hấp dẫn. Tuy nhiên, ban đầu do chưa có kinh nghiệm nên ông gặp không ít khó khăn. Song vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, từ số thỏ ban đầu chưa đầy 40 con, năm thứ hai ông nâng đàn thỏ nái lên 130 con. Mỗi lứa khoảng 50 ngày, một con thỏ mẹ đẻ 6 đến 7 con, một năm được hơn 5.000 con. Đến nay, trang trại này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình ông. Hiệu quả chăn nuôi cũng tăng rõ rệt khi gia đình đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Bây giờ cái sản phẩm của tôi là xuất đi là chủ yếu là phục vụ cho đám cưới xin rồi là các nhà hàng, hầu như là không đủ để mà xuất. Một năm mà với con thỏ này thì là thường thường là chú lãi suất là tầm hơn 200 triệu trở lên. Thực tế cho thấy việc phát triển kinh tế trang trại, gia trại, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi như gia đình ông Thọ đã đưa sản xuất chăn nuôi từ manh mún nhỏ lẻ sang quy mô lớn, vật nuôi phát triển khỏe mạnh, cho năng suất giá trị cao, cung ứng sản phẩm chất lượng ra thị trường. Vì vậy, Hội Nông dân thị trấn Thanh Nê đã thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản đã góp phần quan trọng nâng cao năng suất, sản lượng hiệu quả và thúc đẩy ngành thủy sản ở các địa phương trong tỉnh Ninh Bình từng bước phát triển theo hướng chuyên canh, thâm canh hiện đại. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2017 của cả tỉnh đạt hơn 12.000 hectare. Trong nuôi thả thủy sản nước ngọt, người dân đã dần chuyển đổi từ nuôi quảng canh cải tiến sang nuôi bán thâm canh năng suất cao. Những con nuôi có giá trị kinh tế như cá chấm đen, cá chép lai được đầu tư, mở rộng. Trong đó, diện tích nuôi ao nổi, đầu tư khoa học kỹ thuật như máy cho ăn tự động, máy tạo oxy được nhân rộng ở một số địa phương như Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô. Với nuôi thủy sản nước lợ, diện tích nuôi thâm canh và thâm canh cao tôm thẻ chân trắng cũng tăng cao. Người dân đã áp dụng nhiều hình thức nuôi mới như nuôi trong nhà bạt, nuôi công nghệ vi sinh, nuôi việt gáp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mà sản lượng, năng suất nuôi trồng thủy sản ở các địa phương không ngừng nâng cao. Năm 2017, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt gần 50.000 tấn, tăng trên 10% so với năm 2016. Trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Công Thương chi nhánh Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên không chỉ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện cho nông dân duy trì chăn nuôi hoặc chuyển đổi sản xuất kinh doanh lĩnh vực khác để có thể trả nợ. Năm 2017, chi nhánh đạt dư nợ trên 3.300 tỷ đồng, tăng 21%, trong đó dư nợ khách hàng dân cư sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi chiếm 45%, đặc biệt cho 15 nhà máy thức ăn chăn nuôi và 200 hộ vay làm trang trại và đại lý thức ăn. Trong bối cảnh người chăn nuôi gặp khó khăn, chi nhánh đã chủ động nắm tình hình kinh doanh, cùng người chăn nuôi bàn bạc các phương án sản xuất, xem xét và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như lập kế hoạch cơ cấu lại các khoản nợ để giảm lãi suất cho vay. Đáng chú ý là ngân hàng đã đứng ra tổ chức hội thảo giữa khách hàng chế biến thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, các đại lý thức ăn và người chăn nuôi tìm các giải pháp để liên kết hỗ trợ lẫn nhau từ thức ăn đến thuốc thú y và tiêu thụ sản phẩm lẫn nhau. Bên cạnh đó đã đẩy mạnh cho vay các dự án mới về xuất khẩu nông sản công nghệ phụ trợ, vay bán lẻ sản xuất thương mại dịch vụ và tiêu dùng. Vì vậy, dư nợ lĩnh vực chăn nuôi được ổn định và giảm bớt khó khăn cho khách hàng. Theo thống kê của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Nam, đến thời điểm này đã có trên 2.860 lượt khách hàng là hộ cận nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với tổng số tiền là trên 130 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ cận nghèo đã chủ động đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, thu được hiệu quả kinh tế ổn định. Thông qua chương trình đã góp phần giúp các hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Hình thành kỹ năng sống cho con em lứa tuổi thanh thiếu niên đang là vấn đề được cha mẹ, thầy cô và cả xã hội quan tâm. Những kỹ năng mềm này càng trở nên quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông, giúp cho các em ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống sau này. Ghi nhận tại tỉnh Nam Định. Tính đến hết tháng 3 năm 2018, các cấp Bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tỉnh Nam Định đã mở trên 100 lớp bồi dưỡng kỹ năng xã hội, thu hút gần 5.000 đoàn viên thanh niên tham gia, mở 2 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho 250 cán bộ đoàn. Bên cạnh việc giáo dục các kỹ năng mềm, các cấp bộ đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, giáo dục đạo đức, sức khỏe sinh sản nhằm nâng cao nhận thức kiến thức các kỹ năng xã hội cho học sinh trung học phổ thông. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vừa tổ chức tư vấn thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2018 và tư vấn nghề nghiệp cho trên 200 học sinh và phụ huynh khối 12 Trung học Phổ thông. Các em học sinh và phụ huynh được tư vấn về những nét chính thay đổi bổ sung mới trong quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, thực trạng lao động nghề nghiệp, việc làm, xu thế chuyển dịch lao động trong thời gian tới, cung cấp thông tin, nhu cầu của xã hội về việc làm và giải đáp những thắc mắc của học sinh, phụ huynh liên quan tới vấn đề chọn trường, chọn nghề, khởi nghiệp thời kỳ công nghệ, để học sinh cân nhắc trước khi lựa chọn ngành nghề cho phù hợp. Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Viettel chi nhánh Hà Nam đã tặng điện thoại cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Lý Nhân. 167 chiếc điện thoại di động tặng kèm SIM ưu đãi trả trước được gửi tặng cho 167 hộ nghèo của các xã Văn Lý, Chính Lý, Nguyên Lý, Hợp Lý, Công Lý, Đức Lý, Đồng Lý và thị trấn Vĩnh Trụ. Món quà trao tặng sẽ giúp các hộ nghèo có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ viễn thông, thông tin hữu ích áp dụng vào chăn nuôi sản xuất nhằm từng bước nâng cao đời sống của người dân. Hướng tới Ngày Khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội chữ thập đỏ của các huyện Kinh Môn, Nam Sách và Cẩm Giàng tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật. Trên 150 xe lăn phù hợp với tình trạng khuyết tật do các tổ chức sứ mạng xe lăn nhân đạo trả lại tuổi thơ và tổ chức hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam tài trợ đã được trao đến từng người khuyết tật. Chương trình tặng xe lăn cho người khuyết tật nhằm hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện đi lại, giúp cho việc sinh hoạt làm việc được thuận tiện, giúp người khuyết tật có tâm lý thoải mái, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành cũng như của toàn xã hội đối với những người không may mắn trong cuộc sống. Được biết, trong dịp này, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh sẽ trao gần 500 xe lăn cho người khuyết tật tại 7 huyện của tỉnh.
khu du lịch sinh thái Cồn Đen, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình từ lâu đã được biết đến là một trong những cồn biển đẹp nhất ở khu vực miền Bắc. Thế nhưng Cồn Đen hôm nay lại càng trở nên đẹp và là điểm đến thu hút khách du lịch hơn nữa nhờ bàn tay và khối óc sáng tạo của con người. Khác với những năm trước, năm nay khu du lịch sinh thái Cồn Đen thêm bừng sáng bởi vườn hoa hướng dương trải dài gần 1 hecta đang ra hoa rộ. Mặc dù chỉ mới bước vào đầu hè, thế nhưng nơi đây đã thu hút được đông đảo khách tham quan đến du lịch, trải nghiệm. Đến với Cồn Đen, du khách còn được hòa mình với thiên nhiên, ngắm các cồn cát đen. Mùi vị mặn mòi của biển được hòa quyện với nắng cùng với vẻ đẹp hoang sơ nơi đây khiến cho tâm hồn du khách thư thái hơn. Hơn thế nữa, du khách sẽ bị thu hút bởi sức hấp dẫn kỳ lạ của bức tường xanh là rừng ngập mặn ven biển với 500 loài động vật thủy sinh và cỏ biển. Cây cầu ước mơ sẽ là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi được đặt chân lên cây cầu dài nhất miền Bắc, hòa mình với không gian xanh bao la mà hít hà mùi hương thoang thoảng của hoa bần, hoa sú. Quê hương Thái Bình thì có một cái cồn này rất là đẹp. Đây là một chỗ du lịch rất là lý thú và thú vị cho tất cả mọi người chứ không riêng gì chúng tôi. Nên tôi rất là mong sẽ có những cái ngày năm tới tôi sẽ quay lại về đây. Thời gian tới, với mong muốn được nhiều du khách biết đến hơn nữa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Minh Phú tích cực đầu tư để khu du lịch sinh thái này sẽ là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch. Đây cũng là cơ hội để huyện Thái Thụy cất cánh và phát triển mạnh về kinh tế biển khi giao thông đang trên đà phát triển và vô cùng thuận lợi trong thời gian tới. Vừa qua, tại Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam đã diễn ra Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nam. Đây là hoạt động quan trọng nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương của Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chương trình Ngày văn hóa Hàn Quốc, các diễn viên, nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nam đã giới thiệu tới các vị khách đến từ Hàn Quốc và nhân dân trong tỉnh các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc quê hương với đa dạng các thể loại như mời chầu, hòa tấu, hát chèo, giao cầu, hát văn. Các tiết mục không chỉ được lựa chọn kỹ lưỡng về đề tài mà còn được dàn dựng công phu, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Về phía các vị khách đến từ tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc cũng đã giới thiệu với Hà Nam những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, độc đáo. Nhóm nhạc nhẹ Gyeonggi với những tác phẩm nhạc cổ điển, nhạc nhẹ, K-pop với giai điệu cách tân mới mẻ. Đoàn nghệ thuật múa tỉnh Gyeonggi-do với những bài múa Samunori, loại hình âm nhạc dân tộc tiêu biểu của Hàn Quốc. Các tiết mục được trình diễn bởi hai nhóm nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc đã mang đến những món ăn tinh thần mới lạ cho khán giả của Hà Nam. Đến nay, các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã xử lý giải tỏa được 921 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, đạt tỷ lệ 24,67% so với tổng số trường hợp đã rà soát. Tuy vậy, vẫn còn tồn đọng chưa giải tỏa là 2.813 trường hợp. Các loại hình vi phạm chủ yếu là xây nhà công trình phụ, làm lều quán, lán trại, cản trở dòng chảy trồng cây trong phạm vi hành lang thủy lợi đê điều. Trong đó, các địa phương thực hiện nhiều là Phù Cử, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên, Mỹ Hào. Các địa phương giải tỏa đạt tỷ lệ thấp là Ân Thi còn 225 trường hợp, Khoái Châu còn 795 trường hợp, Yên Mỹ còn 259 trường hợp, Kim Động còn 898 trường hợp. Tình hình vi phạm hành lang thoát lũ đê điều thủy lợi đã được rà soát thống kê phân loại lập hồ sơ là 6.536 trường hợp, đã giải tỏa được trên 3.000 trường hợp, còn tồn tại 3.480 trường hợp, tập trung nhiều ở các huyện Khoái Châu, Kim Động, Yên Mỹ, Văn Giang và thành phố Hưng Yên. Nhằm tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình đã thực hiện mô hình camera an ninh. Đến nay, mô hình đã phát huy được hiệu quả tích cực, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình an ninh trật tự ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản của nhân dân có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt vào các dịp lễ Tết. Cuối năm 2017, được sự tư vấn của công an phường, tổ dân phố Khánh Minh đã họp bàn và tổ chức lắp đặt hệ thống camera an ninh trên các trục đường chính của phố từ nguồn vốn xã hội hóa. Hiệu quả từ việc lắp đặt camera an ninh cho thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phố được đảm bảo hơn, các vấn đề trật tự công cộng, ô nhiễm môi trường cũng từng bước được giải quyết.
Bên cạnh đó, thông qua mô hình này cũng đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 817 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn toàn tỉnh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tổng kiểm tra thực trạng phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cao tầng. Qua kiểm tra sẽ xử lý nghiêm các chủ đầu tư của chung cư, nhà cao tầng vi phạm. Những biện pháp được đưa ra trong đợt này được đánh giá là khá mạnh tay. Nhà để xe chật hẹp với hai cửa thoát hiểm được khóa chặt hai lớp khóa. Nhiều trong số 12 bình chữa cháy mini hết ga, quá thời hạn nạp khí, không thể sử dụng nếu có cháy xảy ra. Hệ thống vòi nước chữa cháy được cất trong hộp, trong khi thiếu phần lăng là phần quan trọng để nước chữa cháy có thể phụt mạnh ra. Bể nước bị dân cư sinh sống ở chung cư vô tình đổ đất trồng cây cảnh xung quanh. Và quan trọng nhất là nước để chữa cháy thì không thể cung cấp khi mà máy bơm không có hệ thống kỹ thuật truyền tải nước bị hư hỏng. Trong cái quá trình triển khai cái dự án này thì tại thời điểm đấy là công ty đã tuân thủ toàn bộ các yêu cầu về xây dựng và cũng như phòng cháy. Nhưng đến nay thì do cái quy định và những cái sự phát triển xã hội, cái tòa nhà này, cái hệ thống phòng cháy giờ nó còn không còn đáp ứng được cái yêu cầu ngày xưa nữa. Như công suất của máy bơm, như các họng chữa cháy và một số các hệ thống thang thoát hiểm nó không còn phù hợp với cả cái kiến trúc bây giờ. Khu chung cư nhà số 8 có một tòa nhà cao 5 tầng, gần 90 hộ dân hiện đang sinh sống. Sau hơn 15 năm đưa vào sử dụng, cùng với thời gian hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy xuống cấp, không có chuông báo cháy tự động, thiết bị không đảm bảo. Một bộ phận hộ dân còn tự ý cơi nới hàn lồng sắt thuộc khu vực lan can, hành lang để làm nơi nấu ăn, sân phơi quần áo, trồng hoa cây cảnh, đang là những tiềm ẩn dễ gây cháy nổ. Cái khu nhà chung cư số 8 này, vì nó tồn tại của những năm trước, cho nên đến thời điểm này, chủ đầu tư là phải cải tạo một cách nghiêm túc từ thang thoát hiểm đến hệ thống phòng cháy chữa cháy và đến các lối thoát nạn, hành lang cầu thang, đảm bảo để mỗi nguyên đơn phải có hai lối thoát nạn. Như hiện nay chỉ mỗi nguyên đơn chỉ có một lối thoát nạn thôi. Vấn đề thứ hai là một số họng nước chữa cháy vách tường đã được thiết kế từ trước nhưng đến giờ phút này là không có tác dụng. Và cái thứ ba là khi chủ đầu tư cải tạo thì phải phối hợp với các cơ quan chức năng để làm thế nào tính toán cái hiệu quả, mà đặc biệt là cái công suất của bơm chữa cháy đảm bảo để chữa cháy có hiệu quả. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ cháy nhà cao tầng lớn nào, nhưng nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn, đòi hỏi công tác phòng ngừa của người dân và các cơ quan chức năng phải được nâng cao, đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến về nguy cơ, biện pháp xử lý sự cố cháy nổ. Trước thực trạng cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại khu chung cư khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương, nhiều người dân Thái Bình đã chủ động mua sắm những dụng cụ thoát hiểm như mặt nạ phòng độc hay bình cứu hỏa. Do vậy, họ vẫn đang gặp khó khăn trong việc phân biệt chất lượng và cách sử dụng những sản phẩm này, phản ánh của phóng viên thời sự. Đã 2 năm kinh doanh các sản phẩm phòng cháy chữa cháy, nhưng chưa bao giờ cửa hàng của anh Vũ Ngọc Quang lại đắt hàng như bây giờ. Ngày nào cũng có hàng chục lượt khách hàng đến để tìm mua các sản phẩm như mặt nạ phòng độc hay bình cứu hỏa để trang bị cho gia đình mình. Tại các vụ cháy, nạn nhân bị thương vong vì khói độc nhiều hơn do lửa nóng. Chính vì vậy, việc trang bị một vài chiếc mặt nạ phòng độc trong nhà là việc nên làm. Còn bình cứu hỏa sẽ có tác dụng rất lớn để dập tắt những đám cháy khi mới phát sinh, hạn chế tình trạng đám cháy lan rộng. Bà con đến đây mua hàng của chúng tôi thì được chúng tôi, nhân viên chúng tôi hướng dẫn rất tận tình về cách thức sử dụng là cái nhất. Cái thứ hai nữa là về cái thực tại là gia đình mình cần cái gì, chúng tôi hướng dẫn rất đầy đủ. Đấy thì là bà con thời gian vừa qua thì nhất là từ hôm cháy đến giờ, chung cư bây giờ nhất địa bàn tỉnh cũng một số cái vụ cháy nhỏ xảy ra thì bà con đến đây mua sắm rất là nhiều. Mặc dù nhiều người tìm mua sản phẩm phòng cháy chữa cháy nhưng phần lớn người dân mua theo đám đông, chưa biết cách vận hành và sử dụng các loại mặt nạ, bình chữa cháy. Đó là chưa kể các sản phẩm này chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, rất khó kiểm soát về chất lượng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.